Việt Nam Airlines đổi đồng phục, người khen ý nghĩa, người chê xến như đoàn cải lương. Phục mới mà tôi nghe ngán lắc đầu. Nó hành tiếp viên khổ cũng vừa vừa phải phải thôi chứ trời. Nhìn xem nó có giống cái gì lão già Việt Nam không? Lùm xùm tràn gì nữa đây trời, mục đích để làm gì? Mới đây, thông tin Việt Nam Airlines đang tiến hành đổi mới đồng phục cho tiếp viên hàng không bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội. Sau đó, các tác phẩm chi tiết lần lượt được lộ diện làm nổ ra làn sóng tranh cãi gay gắt. Trong số các mẫu thiết kế đã được hé lộ, phiên bản áo dài tay ống loe được dân tình cho là không phù hợp với ngành dịch vụ. Đồng thời bức ảnh cũng cho thấy một nam tiếp viên đang mặc áo dài màu vàng, điều chưa từng xuất hiện trước đó ở Việt Nam Airlines. Theo nhà thiết kế, đồng phục mới vẫn giữ lại hai màu sắc xanh, vàng của Việt Nam Airlines, phần sửa đổi lớn nhất tập trung vào chi tiết cổ áo, ống tay và hoa văn. Đồng thời thiết kế này sẽ có thêm áo choàng khoác ngoài, đây cũng chính là điều đang tạo nên phản đối gay gắt trong dư luận. Nhiều người đã nhận xét các thiết kế này dành cho Việt Nam Airlines chưa thỏa mãn cả hai tiêu chí đẹp mắt lẫn tính ứng dụng. Một vài tài khoản đã thể hiện thái độ thất vọng lẫn bức xúc khi thấy những chiếc áo dài nọ. Họ cho rằng những chi tiết rườm rà trong thiết kế này sẽ gây mệt mỏi, ảnh hưởng đến công việc của người tiếp viên. Trời, tiếp viên lên máy bay phải làm việc chứ đâu được nghỉ ngơi và mặc áo dài như đi trình diễn thời trang vậy quý vị. Chưa kể mỗi lần mà đồng phục mới là tiếp viên còn phải bỏ tiền ra để mua đồng phục mới nữa, trừ mấy chục triệu vào lương của người ta. Các ông các bà hành tiếp viên khổ quá đi. Ngoài những bình luận tiêu cực, cũng có nhiều ý kiến khen ngợi các thiết kế mới vì tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ, thể hiện nhiều tầng ý nghĩa.